có be ken của chú nhỉ. Chắc đi ăn sáng. Sáng sớm be ken mở cửa rồi đi quên khoa, cái bây giờ là cái bên từ ăn sáng luôn cho chị, thì em cũng đứng đây cập nhật cho chú anh chị xem thôi. Chào cô chú anh chị nha, sáng sớm có một chị gái này đến mua hàng chị Loan chà, là một điều đặc biệt luôn cô chú anh chị, sáng sớm luôn nha. Đâu đợi chứ, đợi chị Lân mở cửa rồi đến mua đến. Cô đó gõ cửa mà không ai mở, nhưng mà sáng sớm quá anh. Đúng rồi, chị Lân cũng còn Linh, tối, nói chung là sáng sớm chị Lân cũng mở được. Bây giờ chị Lân bắt đầu cũng có người cho chị Lân tới rồi, bắt đầu bán cho cô được một món quà rất là lớn nha cả nhà. Hồi 5:30 chị Loan nhận một xe hàng của chú anh chị. Sáng sớm của chú anh chị. Hồi lúc đó bọn em chưa tới, em không có quay của chú anh chị xem được. Dạ. Buổi sáng nha, sáng sớm cũng có một xe 7 chỗ cũng chở là một cái đồ thức ăn ha cả nhà. Sáng sớm quá. 5 giờ mấy nha cô chú anh chị, là tụi em không có quay được cái cảnh mà để giao hàng cho chị Loan. Hàng ở tỉnh giao sớm rồi ha, không như bên sớm chứ chị, thở kẹt xe. Buổi sáng cũng có cái Ken, chú cái Ken cũng đi đi ăn uống cái nhà. Chú Ken đi sáng dịu chứ, nhồi vô đi cho mà lên đường luôn. Ken đi, chú Ken đi công việc ha, đi mua đồ ăn nha anh, quay cái xung xôm vô nhà người ta. Sáng sớm chú chú chị thì bé Ken cũng bé Ken và chú bé Ken cũng đi ăn sáng vậy đó, đi mua đồ ăn sáng vậy, mua đồ ăn sáng vậy cái bé Ken này cầm những bít đồ đó, cầm đồ ăn á, đồ ăn sáng. Mình thấy Ken nó rất là giỏi luôn anh, giỏi luôn giỏi. Luôn lúc nào cũng phụ ba mẹ, lúc nào cũng vậy. Dạ. Mình thấy cũng thương Ken. Có một ông chú sáng sớm, ông chú này cũng hai cha con đến mua đồ cả nhà, kèm theo có một chú chó dễ thương nữa cô chú. Bây giờ là cũng 8:30 rồi cô chú anh chị. 8:30 rồi. Đây cũng có hai cô là ở rất nhiều luôn. Thấy rồi, bình thường sáng rất là đông nha. Sáng.
cô này cũng đến mua nhiều lần rồi, mấy cô này đến mua nhiều lần rồi cả nhà. Nó cả nhà. Rất nhiều cô chú anh chị buổi sáng tới đây mua đồ của chúng chị ngày đó nha. Thì bữa nay ngày chủ nhật thứ bảy đó cô chú anh chị. Loan đã quay cập nhật công việc của chị Loan buôn bán để gửi đến cho cô chú anh chị được xem. Dạ thì đó cô chú qua anh trai đến mua yến, yến. Rất nhiều yến, rất là nhiều nha cô chú. Qua anh trai đây có đi có đem theo một chú cuốn rất là dễ thương ha. Đó cô chú thì bên trong là có chú của Bê Ken cũng đang bán hàng cho khách nha cô chú anh chị. Mấy cái thùng giấy đó, hồi sáng chị Loan nhận đó cô chú anh chị. Chị Loan nhận cũng hồi lúc 5 giờ mấy 6 giờ kém cô chú anh chị. Hồi lúc bọn tụi em cũng chưa đến đây cô chú. Thì buổi sáng ngày hôm nay cô chú anh chị thì xe hàng chờ đến giao cho chị Loan rất là sớm nha cô chú. Mới có 5 giờ sáng thì chị Loan cũng ra trước nhà để nhận hàng nha cô chú. Thì nói chung là tụi em cũng cái lúc đó tụi em cũng chưa có mặt tại nhà chị Loan nha cô chú anh chị. Ở bên trong thì các cô cũng đang chọn cho mình những cái món hàng ăn vặt để mua ủng hộ cho chị Loan. Cô chú thì chú của Bê Ken ở bên trong cũng đang lấy thôi em sẽ kết thúc clip ở đây cô chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị sinh nhật vui vẻ, chúc cô chú anh chị một ngày có tuần thật và bình an. Cô chú anh chị nhớ ủng hộ đăng ký kênh, subscribe cho kênh của chú anh chị nhé.